Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Organ, một kênh YouTube chuyên biệt hướng dẫn về học đàn organ cho những người lớn tuổi theo một cách dễ học nhất. Quý vị không cần biết nốt nhạc, quý vị chỉ cần xem những video của tôi, quý vị cũng có thể chơi được trên đàn organ. Đó là một điều tuyệt vời nhất mà Tuấn Lưu Organ muốn truyền cảm hứng đến quý vị. Trong video ngày nay tôi muốn hướng dẫn tới quý vị một cái nhạc phẩm Bolero rất là hay. Ca khúc mang tựa đề Về đâu mái tóc người thương. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách solo trên đàn organ. Như quý vị đang theo dõi trên hình ảnh thì bài hát này được viết ở giọng rê thứ và có hợp âm. Đặt ở trên nốt nào thì có nghĩa là đến đó ta sẽ bấm hợp âm. Thế cái bài này viết ở giọng rê thứ thì nó sẽ có một số cái hợp âm cụ thể mà quý vị cần phải nắm được. Đầu tiên đó là âm rê thứ, là gồm 3 nốt là rê, pha, la. Đây, rê thứ, rê, pha, la. Quý vị nhớ chưa ạ? Ở đây tôi đang hướng dẫn trên cây đàn SX700 và SX900. Còn quý vị có thể chơi ở cây đàn của nhà quý vị, tùy đàn nào cũng được. Miễn là quý vị lấy được một tiết tấu thì lát nữa tôi sẽ nói về phần tiết tấu, những cái tính năng cơ bản. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói về hợp âm trước. Đầu tiên hợp âm rê thứ gồm 3 nốt rê, pha, la, bấm cùng một lúc. Tiếp theo là hợp âm la thứ gồm có 3 nốt là đồ, mi, la. Đó. Và một âm nữa là si giáng trưởng gồm có 3 nốt là rê, pha, si giáng. Hợp âm tiếp theo là âm đô trưởng, 3 nốt đồ, mi, son. Hợp âm tiếp theo là âm pha trưởng, đồ, pha, la. Đó, nó chỉ loanh quanh ở mấy hợp âm đấy thôi. Trong cái quá trình tôi hướng dẫn quý vị, tôi sẽ bấm và quý vị nhìn, quý vị tập theo. Và những quý vị nào chưa quen thì quý vị phải tập bấm trước. Ví dụ nói đến rê thứ là bấm rê thứ này, son thứ. Son thứ là rê, son, si giáng. La thứ, pha trưởng, si giáng trưởng. Thế những cái mà chúng ta cần có để khi quý vị chơi solo trên đàn organ, chúng ta sẽ cần có một là tiết tấu, là style. Thì ở phần style thì ở cái bài này là nhạc bolero nên chúng ta sẽ lấy tiết tấu rumba. Thì tôi lấy một tiết tấu rumba. Nhưng cái rumba ở đây là tiết tấu làm bên ngoài đưa vào chứ không phải tiết tấu của đàn. Bởi vì tiết tấu của đàn nó sẽ không hay bằng cái rumba này. Đó, nó hợp với cái ca khúc của Việt Nam hơn. Rumba xong rồi, tempo là 82, đấy là phần tiết tấu. Thế còn âm sắc ở bên này. Âm sắc thì cái phần voi nó có rất nhiều tiếng khác nhau, quý vị có thể lấy tiếng nào tùy quý vị. Ở đây tôi lấy tiếng lít dành cho chơi những cái bản nhạc bolero. Nghe nó sẽ rất là dễ chịu. Đó, thì tôi lấy một cái tiếng như thế. Còn quý vị lấy tiếng gì quý tùy quý vị. Chúng ta sẽ bắt đầu. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, quý vị có thể nhìn nốt nhạc, quý vị tập theo và tôi sẽ đọc tên nốt ở bên tay phải và hợp âm từng câu một để quý vị kết hợp vào luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có là gì? Rê, lá, son, phà, son, la, đố, la. Cái bài này tác giả người ta viết ở cái hình nốt tức là rất là nhỏ. Chính vì thế mà chúng ta sẽ có móc kép, móc giật, móc tam. Nếu như quý vị nhìn không quen thì quý vị sẽ có thể rất khó đập nhịp. Nhưng quý vị cứ tập theo tôi vì cái bài này cũng quen thuộc rồi. Rê, rê, lá, son, phà, son, la, đố, la. 2, 3. Rê, lá, ngón tay. Rê, lá, son, phà, son, la, đố, la. Quý vị không cần phải theo một cái chuẩn tay nào cả, mà miễn là khi tay quý vị đánh các ngón phải luân chuyển thay nhau mà không bị chồng ngón lên nhau là ok. Rê, lá, son, phà, son, la, đố, la. Thì bắt đầu la, đố, la là chúng ta bấm hợp âm rê thứ. Đó, rê thứ. Rồi. Như vậy, câu đầu tiên rê la son fa son la đô la. Sang la thứ. Rê la son fa son la đô la. 2 3 4. Chúng ta sẽ đập phách lớn này. Đập phách như thế này quý vị nhé. Đấy. Rê la son fa son la đô la. 2 3 thì chúng ta sang hợp âm tiếp theo. Ở cái ô nhịp đầu tiên của dòng thứ hai, quý vị thấy có hợp âm la thứ mà nó có cái dấu nối, có nghĩa là chỗ này sẽ là hợp âm đón. Rê la son fa son la đô la. 2 3 thì bắt đầu chuyển sang la thứ. Đó, câu đầu tiên này tôi đánh lại này. Rê la son fa son la đô la. 2 3 fa son fa la. Fa son fa la. Hợp âm bên này bấm trước.
ba. Hai ba đập ba, bấm cái này trước này. Ba son ba la la. Có lẽ 8-2 hơi nhanh, chúng ta sẽ chậm đi một chút, còn 7-9 đi. Quý vị thấy không ạ? Kêu bấm đón nhá. Fa son fa la la re fa la la re fa re. Vậy cái câu tiếp theo, câu đầu tiên là ok rồi, câu tiếp theo này bắt đầu chúng ta sẽ tập dòng thứ hai này. Tập fa son fa la la re fa re. Re fa re thì bấm về âm re thứ. Đây nhá, tôi đánh lại này. Đập fa son fa la la re fa re. Re fa re, tay bên này bấm về re thứ. À, sau đó, sau cái re này, câu tiếp theo ta sẽ lại có cái hợp âm si giáng trưởng. Thầm, cái chữ mà thầm ước nhưng nào đâu dám nói ấy ạ. Đó, đập si giáng trưởng. Quý vị lưu ý này, cái trước cái chữ chiều nào xõa tóc này, đập la thứ này. Ba son ba la la re ba re này. 2 3 lên si giáng trưởng. Đó. Re 2 3. Bắt đầu sau đó mới là re đô la. Như vậy ở cái bài này chúng ta sẽ có những cái hợp âm đón trước. Rế đô la để về đô trưởng, đô rế rế về si giáng trưởng. Tôi đánh lại nhá. Hai ba đón này. Da 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 rê. Hai ba lên si giáng trưởng. Được chưa? Đó. Đập là rế đô la về đô trưởng. Chúng ta cứ theo cái hợp âm tôi dán ở trên màn hình. Đập là, đô, rế, rế. Rồi. Có thể nó sẽ nhiều hợp âm hơn một chút. Nhưng quý vị lưu ý bài càng nhiều hợp âm thì sẽ càng hay. Đó. Và quý vị tập ở trên YouTube, trên cái bài của tôi, đến chỗ nào quý vị chưa đánh được, quý vị hãy ấn vào nút pause. Pause. Đấy, giống như tôi đây. Tôi đang xem ở dán trên điện thoại đây. Cái hợp âm tôi đã đặt sẵn rồi. Thì tôi nhìn ở đây. Và quý vị lưu ý để cho nó hiệu quả thì trên điện thoại quý vị, khi quý vị học cái này, quý vị để cái màn hình là nó không tự tắt. Đấy, vào cái phần chỉnh ánh sáng ấy, là không tự động tắt. Chúng ta cứ sáng như này thôi. Khi nào chúng ta học bài xong, chúng ta sẽ quay lại, ta hẹn màn hình điện thoại sau. Để cho nó không bị gián đoạn, quý vị ạ. Như vậy, chúng ta sẽ có cái câu là si giáng trưởng, sau đó đến đô trưởng này. Là rê đô la với đô trưởng, là rê đô la đô rê rê lại lên si giáng trưởng, đô la fa về son, đô la về fa trưởng, đô la fa về son, son về son thứ. Này fa son si giáng trưởng này, fa son la fa mi la. Chỗ này là la sút 4, có nghĩa là âm treo. Quý vị bấm vào âm la trưởng cũng được, hoặc cái la 7 cũng được, nhưng mà để la sút 4 thì nghe nó bay hơn. Đấy, thì cái la sút 4 này nó ngón tay sẽ là hợp âm sẽ là la đô rê mi. Ví dụ ở đây tôi bấm này. Như vậy chúng ta đã hết được một câu rồi. Quý vị ạ. Về lá son fa son la đô la này. Đấy là câu 1 này, câu 2 này, fa son fa la la re fa la này. Câu 3 này, la re đô la đô re re. Tiếp theo, đô la fa re son. Câu 4 này,
phà son lá phà mì lá. Như vậy chúng ta sẽ có 4 câu là chúng ta sẽ ngắt lại. Phà son lá phà mì lá, 2 3 thì chúng ta nhấc lên để đón. Rê la son phà son la đô la, đời lắm phong trần tay trắng tay. Đó. Như vậy chúng ta chỉ cần chơi hết 4 câu như vừa rồi là quý vị đã chơi được một nửa của đoạn A rồi. Cái nửa sau lại lặp lại. 2 3 1. Rê la son phà son la đô la là về rê thứ. Rê la son phà son la đô la. Câu 1 này, phà son phà la là rê phát rê giống hệt như trên. Câu tiếp theo câu 3. La rê đô la đô rê rê giống hệt như thế. Tiếp theo đô la fa rê son. Tiếp theo la mi son la fa mi rê. À như vậy chúng ta chỉ có thay đổi câu cuối cùng này thôi. Lại lặp lại như thế quý vị ạ. Có thế là rê thứ này là về la thứ, fa son fa la la rê thứ, rồi đón tiếp lên si giáng trưởng. La rê đô la đô rê rê. Vẫn thế. La mi la mi. La mi la la mi la la mi rê. Chúng ta sẽ có cái câu là sau cái câu thì thôi mơ ước chi nhiều, chúng ta sẽ về rê thứ là hết cái khổ đầu tiên, rồi sau đó chúng ta vào cao trào. Rê rê đô la rê. Chỗ này chúng ta sẽ hợp âm là gì? Rê rê đô la rê rê si giáng trưởng. Rê rê đô la về đô trưởng. Đó. Ở đây tôi hướng dẫn quý vị cho nên là tôi dùng cái nút tutti này để nhấc hợp âm lên, có khi quý vị đánh thì quý vị cũng không cần. Được không ạ? Đó, thì nó chỉ ấn một lần thôi, hợp âm nó sẽ chạy. Nhưng mà ở đây tôi hướng dẫn cho nên là tôi chọn cái nút này để cho nó dễ, cho nó nhanh. Rê rê si giáng trưởng. Đô la với đô trưởng. Rê thứ. Đô la rê rê. Đô la son về son thứ. Rê, câu tiếp theo rê son về đô trưởng. Quý vị lưu ý rằng quý vị tập từng câu, ở đây tôi hướng dẫn thì hơi nhanh nhưng quý vị tập đi tập lại một câu quý vị nhé. Quý vị tập đi tập lại thì quý vị sẽ nối móc xích vào với nhau, còn ở đây tôi hướng dẫn quý vị thì tôi cứ chạy liên tục để quý vị nắm được cái cách đánh là như thế. Rê son. Đô trưởng, lá son pha về si giáng trưởng. Rê son, lá son pha pha rê son. Rê son đô trưởng, lá son pha si giáng trưởng. Lá son pha pha rê son về đô trưởng. Đó. Câu này là rê son đô trưởng, lá son pha pha rê son. Rê son, la son pha pha rê son, son pha mi mi đô la, son pha mi mi đô la, son pha mi mi đô la, la đô mi son, son pha mi mi đô la, la đô chỗ này nốt đô thăng, la đô mi son, đó. Chúng ta sẽ ghép hợp âm vào này.
Rê son son soa mi mi đô là về pha trưởng. son soa mi mi đô là đô mi son. Chúng ta về la trưởng. mi son là đô mi Như vậy cái câu cuối cùng của cái này sẽ là đô mi son son fa mi re về âm la trưởng. Và cái chỗ này son fa mi re sau đó chúng ta dừng hợp âm ngay, bởi vì đây nó như kiểu một cái câu đón đấy. Son fa mi re re la son fa son la đô la. Vì thế không ạ? Giống như cái quá trình chúng ta nghe hát ấy, thì đến chỗ đó thì cái phần nhạc người ta dừng lại như kiểu đón trước để cho ca sĩ người ta vào. Tôi đánh cả câu nhé. Là đô mi son son fa mi re re la son fa. Đó. Cái chỗ này là đô mi son về la trưởng, son fa mi re về re thứ. Son fa mi re là đô mi son son fa mi re về re thứ. Re la son fa son la đô la về re thứ. À, sau đó lại fa son fa la la re fa re giống như câu đầu tiên. Là re đô re re đô la fa re son là mi son la fa mi re. Cái câu cuối cùng này chúng ta lại lặp lại như cái câu ở phần đầu tiên. Biết đấy không ạ? Nó rất là dễ, nó không có gì khó cả. Như vậy tôi vừa mới hướng dẫn quý vị chơi từ đầu đến giờ là quý vị đã chơi được rồi. Và quý vị nhìn vào từng cái dòng nhạc ở trên 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 bài của tôi và có hợp âm. Nếu quý vị đánh đến đâu quý vị thấy vướng, quý vị hãy tạm dừng, quý vị ôn lại. À, tôi hướng dẫn thì nhanh, nhưng tuy nhiên để quý vị chơi thì quý vị phải tập từng câu, và nhất là có những quý vị nào mới tập thì chắc chắn là có thậm chí là phải mất vài ngày mới xong được. Nhưng không sao, miễn là quý vị có cách tôi hướng dẫn để quý vị tập là quý vị sẽ tập được. Quý vị nhé. Bài này thì quý vị đã nghe quá quen thuộc rồi, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát bài này. Tuy nhiên khi quý vị chơi ở trên đàn thì nó lại khác. Và nếu như cái tốc độ mới đầu này tôi đang để ở 79, nếu vẫn nhanh thì quý vị có thể giảm xuống 75. Đó. Đấy, nó chỉ tầm đấy thôi, nếu như quý vị cảm thấy đánh như kia là nhanh. Sau khi quý vị đánh tốt rồi quý vị mới tăng tốc độ lên, quý vị nhé. Và sau khi chơi được cả bài ok rồi thì lúc này chúng ta bắt đầu quan tâm đến quá trình diễn tấu. Diễn tấu trên đàn organ có nghĩa là không phải quý vị chỉ chơi một cái giai điệu một tiếng này từ đầu đến cuối, mà chúng ta có thể đổi tiếng khác. Ví dụ ở đây tôi có thể đổi tiếng khác này. Đó. Chỗ này tôi đổi tiếng khác này. Đấy, lại đổi tiếng, lại chuyển tiếp. Có nghĩa là khi mà quý vị chơi quen rồi, quý vị có thể đổi nhiều tiếng để nghe cho nó phong phú. Và muốn đổi được tiếng thì cái tay này chúng ta phải làm việc, chúng ta bấm. Và chúng ta tay này bấm vào âm phải thật tốt, phải rất linh hoạt thì mới chuyển được như thế quý vị nhé. Còn nếu như quý vị đang mới tập chưa quen thì thôi, quý vị cứ từ từ, quý vị cứ đánh cái giai điệu cho nó thuộc đi đã, một tiếng thôi. Sau đó ok rồi bắt đầu chúng ta mới dùng đến tính năng khác, cái quá trình chúng ta chuyển tiếng nữa. Đấy, rồi đến phần D. Lại quay về phiên A, phiên B, quý vị thấy không ạ? Có nghĩa rằng chúng ta để chơi được bài này nó nhuần nhuyễn, chúng ta phải đánh thật thuộc giai điệu trước, đấy là điều cốt lõi. Sau đó thuộc hợp âm.
hợp âm và giai điệu đi cùng với nhau thật thuộc, sau đó chúng ta đánh đi đánh lại và chúng ta sẽ có nhiều cách để diễn tấu. Hy vọng rằng sau khi xem xong cái video này sẽ giúp cho quý vị có thêm cảm hứng chơi một cái nhạc phẩm nhạc bolero rất là hay. Trong những cái video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu nhiều cái bài bolero hay khác với cái cách hướng dẫn. Quý vị lưu ý là tôi chỉ có hướng dẫn cho quý vị giống như một giảng viên đang ngồi bên cạnh quý vị, còn việc của quý vị là vẫn phải tập luyện. Đó, tôi chỉ gợi mở cho quý vị thôi. Chứ còn nếu mà tôi chi tiết quá từng câu một, từng nốt một thì có lẽ là nó sẽ rất là dài và làm mất thời gian của quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Organ.